Bộ trưởng Tài chính Anh Quốc dự kiến thặng dư ngân sách sau cuộc bầu cử năm 2015. Bộ trưởng Tài chính Anh Quốc, ông George Osborne, sẽ nhắm mục tiêu thặng dư ngân sách nếu như đảng bảo thủ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015 và nền kinh tế của đất nước tiếp tục hồi phục. Trong tháng 3, cơ quan giám sát ngân sách của Anh Quốc dự báo ngân sách khu vực công sẽ đạt được thặng dư từ năm tài chính 2016-2017. Tại một hội nghị của đảng bảo thủ ở Manchester vào hôm thứ Hai, Bộ trưởng Osborne đã chỉ trích các đề nghị của đảng lao động muốn giới hạn các hóa đơn tiện ích, nói rằng điều này sẽ làm cho các công ty tăng giá ngay lập tức trước khi bất kỳ giới hạn nào được áp đặt và sẽ gây thiệt hại cho đầu tư trong dài hạn. Vì Bộ trưởng Tài chính đã nói, ông muốn giới hạn thuế nhiên liệu cho phần còn lại của nhiệm kỳ quốc hội hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2015. Đảng lao động chỉ trích chính phủ đã không chi tiêu nhiều hơn vào các dự án hạ tầng cơ sở như một cách để giúp nền kinh tế thoát ra khỏi tình trạng trì trệ sau suy thoái, mặc dù sự phục hồi đã gia tăng tốc độ trong những tháng gần đây. Ông Osborne cho biết, điều quan trọng là phải phân biệt giữa chi tiêu hàng ngày, bao gồm cả các chi phí phúc lợi xã hội và đầu tư dài hạn trên cơ sở hạ tầng. Ông Osborne nói, bằng cách chi tiêu ít hơn cho phúc lợi xã hội và các chi phí hàng ngày, một chính phủ bảo thủ mới sẽ mở đường cho những mức thuế thấp hơn. Và đây sẽ là nền tảng của chính sách tài chính công của đảng bảo thủ Anh Quốc.